Xin chào các viewer thân mến của kênh YouTube Nhạc Cụ Minh Phụng, lại là anh em chúng mình đây. Như vậy, Codeman đã lắng nghe nguyện vọng bấy lâu nay của các dân chơi organ bằng mẫu bom tấn mới ra mắt gần đây, đó chính là siêu phẩm SV800. Các bạn vừa làm rơi 18 triệu đúng không? Team Minh Phụng mình cũng thế. Nhưng mà khoan, hãy giữ lại sự hứng thú ấy đi, vì trong phân khúc 15 đến 20 triệu sẽ khiến bạn mua nhầm những cây đàn có những tính năng không hoàn hảo như sản phẩm mới nhất của nhà Codeman mang lại. Nhưng tại sao mình lại nói thế? Vì cây đàn với mức giá phải chăng như SV800 sẽ khiến mọi người hiểu nhầm rằng sản phẩm này thuộc phân khúc tầm trung và không có nhiều điểm nổi bật. Nhưng sự thật có phải như thế không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, trước khi đến với thông số của cây đàn, các bạn hãy cùng mình chào đón 4 vị khách ở tận Tiền Giang chỉ để đến xem và chọn lựa cây đàn bom tấn mới nhất trong phân khúc keyboard của Codeman. Trong video này, khách đang được hướng dẫn cơ bản về đàn và tiếp đến là các bước chỉnh sampler được cài sẵn trên đàn. Sau đây, mọi người hãy nghe bản demo giai điệu trên cây đàn SV800 được biểu diễn bởi thầy Nam trong quá trình thử và trải nghiệm cây keyboard mới này cùng các chú nhé. Sau gần nửa ngày tham khảo và đánh giá, các chú cảm thấy rất phấn khởi về những tính năng độc đáo và hiện đại được nhà sản xuất Codeman đưa lên SV800. Không để anh em chờ lâu, mình sẽ tóm tắt tất tần tật mọi thứ về siêu phẩm nhà Codeman liền đây. Điểm nổi bật của đàn chính là thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi khi mang vác di chuyển. Bên trong thùng sẽ gồm cây đàn, một cục nguồn, giá để sách và sách hướng dẫn. Bản còn được tặng kèm một chân đàn, một bao đàn hợp cao cấp và cài đặt một bộ sampler miễn phí. Về chức năng, đàn có 61 phím với độ phản hồi lực nhấn được chia làm 3 mức độ khác nhau, cùng với màn hình TFT LCD rộng đến 7 inch để dễ dàng thao tác, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh chính xác các chức năng được hiển thị trên màn hình cảm ứng. Còn tích hợp 7 loại ngôn ngữ khác nhau, bộ nhớ sampler lên đến 768 MB, được mở rộng nhiều hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc. Đàn còn tích hợp 1192 âm thanh để bạn có thể tùy chỉnh nhiều loại âm thanh khác nhau như piano, guitar, trống và các nhạc cụ dân gian. 320 điệu nhạc được cài sẵn cùng với 500 bài hát và 39 loại hợp âm. Đàn còn có chức năng audio dùng để xuất âm thanh vào USB, chức năng recording giúp cho người chơi ghi âm và nghe lại bản nhạc mình vừa chơi. Bên cạnh đó, đàn còn có các chức năng cơ bản như Jazz Bow tăng giảm tông, Metronome dùng để đếm nhịp, Split Mode dùng để chia bàn phím. Kèm theo đó là hai bộ loa kép công suất 15W và 25W. Đặc biệt còn có band 4 chiều để khách có thể luyến lấy những bản nhạc dân tộc và những bài nhạc hoa. SV800 còn được tích hợp các cổng kết nối pedal giúp bạn kết nối với pedal piano khi cần để tạo ra những bản nhạc chất lượng và sống động nhất. Cổng micro USB MIDI sẽ giúp bạn kết nối với máy tính và các loại nhạc cụ khác trên đàn. Cổng kết nối này rất hữu hiệu với những bản nhạc đa dạng hoặc cần xử lý trên phần mềm máy tính. Cổng kết nối headphone giúp bạn nghe bản nhạc một cách chân thực và rõ ràng. Bên cạnh đó còn giúp bạn luyện tập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà không làm phiền đến mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, đàn organ Codeman cũng có các tính năng thông thường như chỉnh tempo, chế độ tự động tắt khi không sử dụng, âm thanh đàn phát ra đầy cảm xúc và rất có chiều sâu, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi cũng như người thưởng thức. Và đó là tất cả những thông tin mà các bạn cần biết về keyboard SV800. Đến lúc bốc siêu rồi mọi người ơi. Cảm ơn những vị khách từ Tiền Giang đã tin tưởng và không ngại đường xa đến trải nghiệm và mua đàn tại showroom 347 Điện Biên Phủ. Nếu bạn muốn tìm những sản phẩm mới cũng như tận tay cảm nhận về SV800, hãy đến với nhạc cụ Minh Phụng. Các bạn sẽ nhận được quyền lợi siêu hấp dẫn là bảo hành 24 tháng, giao hàng và lắp đặt miễn phí tại nội thành, trả góp lãi suất 0%. Cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên ấn like, share, subscribe cho kênh của tụi mình nhé. Đặc biệt nếu như bạn quan tâm đến mẫu organ này với mức giá tốt và giao đến tận nhà thì có thể tham khảo đường link mình để ngay dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.